Trước khi bắt đầu quá trình xử lý thì ở đây chúng ta sẽ chỉnh sửa lại nút Submit này. Chúng ta sẽ đưa nó thành giá trị là xem kết quả. Như vậy tôi sẽ quay lại Zen Studio. Ở đây chúng ta sẽ thay đổi. Ở đây không phải là name mà là value. Nó sẽ mang giá trị là xem kết quả. Chúng ta tạo ra cho nó một phần name cũng được. Ví dụ phần name của chúng ta sẽ là Submit. Và tôi refresh lại. Các bạn thấy bút tông của chúng ta bây giờ nó đã mang giá trị là xem kết quả. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu quá trình xử lý. Các bạn thấy để xử lý được việc thực hiện tính toán giữa số thứ nhất và số thứ hai, đòi hỏi chúng ta phải lấy được đó là số thứ nhất người dùng nhập vào là gì, phép toán người dùng nhập vào là gì và số thứ hai người dùng nhập vào là gì. Như vậy để lấy được các giá trị mà người dùng nhập vào từ form thì chúng ta đã được học. Các bạn thấy ở đây method của form là bot, do đó chúng ta sẽ sử dụng biến bot để lấy. Tôi sẽ viết mã nguồn BSB tại đây. Chúng ta sẽ mở tab của BSB và đóng lại. Bây giờ chúng ta sẽ lấy các giá trị như là N1, N2 và Calculate. Đầu tiên N1, các bạn thấy N1 nó sẽ bằng với biến bot. Và chúng ta sẽ lấy vào số thứ nhất. Số thứ nhất của chúng ta có name là number 1, như vậy ở đây sẽ là number 1. Tiếp theo N2 cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ copy dòng này xuống một dòng. Ở đây chúng ta sẽ copy dòng này và ở đây tôi sẽ đặt cho nó là N2. Như vậy ở đây sẽ là number 2. Tương tự như vậy chúng ta sẽ lấy biến calculate. Nó cũng là biến bot truy cập vào phần tử calculate. Chúng ta sẽ copy phần name này đưa vào đây và tôi sẽ định dạng lại phần mã nguồn để các bạn dễ nhìn. Chúng ta sẽ thử echo ra các giá trị này. Đầu tiên là N1, tiếp theo là N2 và tiếp theo nó là calculate. Chúng ta refresh lại. Các bạn thấy ngay từ đầu tiên vô thì chúng ta chưa tiến hành submit form, do đó nếu chúng ta lấy các giá trị này thì nó sẽ ra những dòng cảnh báo như thế này. Ví dụ tôi nhập là 2, phép toán tôi nhập đó là phép cộng và số thứ hai chúng ta nhập là 5. Chúng ta nhấn xem kết quả thì các bạn thấy chúng ta đã lấy được giá trị 2 và giá trị 5. Ở đây chúng ta sẽ cần điều chỉnh lại. Ở đây sẽ là number 2 chứ không phải là calculate. Và chúng ta sẽ phải kiểm tra nếu như các biến này tồn tại thì chúng ta mới lấy. Như vậy để kiểm tra thì chúng ta đã học qua đó là hàm iset. Tôi sẽ sử dụng câu lệnh if để chúng ta kiểm tra. Nếu như iset của bot phần tử number 1 bằng true, tất nhiên là number 1 nó đã tồn tại. Ở đây chúng ta sẽ phải đóng ngoặc lại. Và ở đây tiếp tục đó là number 2. Tôi tiếp tục copy giá trị này. Ở đây sẽ là number 2. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có là calculate. Ở đây sẽ là calculate. Nó sẽ là bằng true. Ở đây cũng là bằng true. Trong trường hợp nó bằng giá trị true thì chúng ta cũng có thể là không viết. Chúng ta sẽ ghi như thế này, nó cũng tự hiểu cho chúng ta. Như vậy khi các giá trị này đã được bot bởi người dùng thì chúng ta mới tiến hành lấy các giá trị đó. Sau đó tôi sẽ thử refresh lại. Các bạn thấy chúng ta không còn thông báo lỗi nữa. Bây giờ chúng ta sẽ nhập vào số thứ nhất 23. Phép toán tôi sẽ nhập là cộng và số thứ hai tôi nhập là 12. Chúng ta nhấn xem kết quả. Khi chúng ta nhấn xem kết quả thì các bạn thấy là các giá trị đã được nhập vào các ô input này nó không giữ lại. Do đó chúng ta sẽ giữ lại các giá trị này cho dù người dùng hoặc có nhấn submit form đi nữa. Như vậy để giữ các kết quả này thì các bạn thấy kết quả này chúng ta đã lấy được. Và để giữ các kết quả này thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Tôi sẽ copy nó. Tôi sẽ di chuyển vào phần input. Ở đây chúng ta sẽ bổ sung thêm value. Value ở đây chính là echo phần tử number 1 hay là N1. Và chúng ta sẽ thử refresh lại. Các bạn thấy ở đây nó đã hiển thị ra một phần thông báo, đó là undefined N1. Chúng ta sẽ thử kiểm tra tại sao như vậy.
Bởi vì các bạn thấy N1 lúc đầu tiên mới vô thì nó chưa có giá trị gì cả. Chỉ khi nào biến number 1, number 2 và calculate được boss thì N1 mới có giá trị. Như vậy mới lúc đầu vào thì chúng ta sẽ phải gán các giá trị mặc định cho các giá trị này. N1 tôi sẽ cho nó mang giá trị là rỗng. Tương tự như vậy, N2 cũng vậy. Ở đây sẽ là N2. Và cuối cùng đó là biến calculate. Ở đây sẽ là calculate. Sau đó chúng ta refresh lại. Bây giờ tôi nhập vào số thứ nhất, tôi nhấn xem kết quả. Các bạn thấy kết quả ở đây nó vẫn chưa giữ cho chúng ta. Như vậy chứng tỏ là có điều gì đó chưa đúng. Chúng ta sẽ kiểm tra lại phần mã nguồn. Ở đây chúng ta sử dụng iset. Nếu iset bot của number 1 và iset bot của number 2 cũng như là calculate, chúng ta sẽ thử kiểm tra lại. Ở đây chúng ta chưa thay đổi, ở đây thành giá trị là number 2. Ở đây là calculate chính xác. Và chúng ta sẽ thử refresh lại. Tôi nhập vào 12, tôi nhấn xem kết quả. Thì các bạn thấy giá trị 12 nó đã được giữ lại. Tương tự như vậy chúng ta sẽ giữ lại các giá trị là số thứ 2 và phép toán. Như vậy ở đây tôi tiếp tục copy giá trị này. Ở phía dưới này đó là echo ra giá trị N2. Ở đây sẽ là echo ra giá trị calculate. Sau đó chúng ta sẽ tắt đi các phần echo ở đây. Và chúng ta refresh lại. Chúng ta nhấn continue. Tôi nhập phép toán, ví dụ như là phép toán cộng. Số thứ 2 tôi nhập là 2. Tôi nhấn xem kết quả. Thì các bạn thấy các giá trị mà người dùng họ đã nhập vào vẫn còn hiển thị trên form của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện. Đó là thực hiện việc cộng, trừ, nhân, chia, hoặc là chia lấy phần dư tùy theo phép toán mà người dùng họ nhập vào. Như vậy các bạn thấy các phép toán của chúng ta nó thay đổi. Chúng ta trong trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh SQUID. Câu lệnh SQUID của chúng ta sẽ gõ là SQUID và chúng ta sẽ chọn là SQUID STATEMENT để GenStudio nó sẽ nhắc lệnh cho chúng ta. Và đây là cú pháp mà câu lệnh SQUID cần có. Ở đây chúng ta sẽ truyền vào đó là CALCULATE. Trong trường hợp đầu tiên, nếu CALCULATE nó mang giá trị là dấu cộng thì chúng ta sẽ thực hiện điều gì? Các bạn thấy nếu CALCULATE nó mang giá trị cộng, chúng ta sẽ gán một biến RESOLVE. RESOLVE lúc này sẽ có là N1 cộng với N2 chấm phẩy để kết thúc câu. Và chúng ta xóa đi dấu chấm phẩy thừa này. Phần RIP này cho chúng ta biết là khi mà thực hiện RESOLVE bằng N1 cộng N2 thì nó sẽ kết thúc trường hợp cây bằng cộng và nó sẽ thoát khỏi phần SQUID. Lúc đó chúng ta sẽ có kết quả RESOLVE. Khi mà chúng ta đã có kết quả RESOLVE rồi thì chúng ta sẽ in nó ở phần kết quả. Như vậy ở đây tôi sẽ thay thế giá trị này. Ở đây chúng ta sẽ in ra. Đầu tiên số thứ nhất N1 thực hiện phép toán với số thứ hai. Tôi sẽ bổ sung thêm ký tự khoảng trắng thì chúng ta dễ quan sát. Tiếp theo đó là phép toán calculate. Tiếp theo nữa đó là khoảng trắng. Tiếp theo nữa đó là N2. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ bổ sung thêm đó là dấu bằng. Và cuối cùng đó là kết quả. Kết quả của chúng ta lúc này chính là biến RESOLVE. Sau đó tôi sẽ thử refresh lại. Các bạn thấy ở đây chúng ta nhận được một thông báo lỗi. Tuy nhiên ở đây khi mà chúng ta quan sát thì có vẻ như là thứ tự của số thứ nhất phép toán và số thứ hai dường như nó chưa chính xác. Do đó chúng ta sẽ thử kiểm tra lại. Tôi quay lại phần form của chúng ta. Các bạn thấy đây là số thứ nhất, nó là number 1. Ở đây là phép toán của chúng ta sẽ phải là calculate chứ không phải là number 2. Còn ở đây sẽ là number 2. Sau đó chúng ta sẽ thử refresh lại. Các bạn thấy thứ tự ở đây nó cũng chưa thay đổi gì. Tôi tiếp tục kiểm tra lại. Đây là phép toán number 2, number 1. Chúng ta sẽ quay lại phần form lúc đầu. Chúng ta refresh và tôi nhập vào số thứ nhất là 1. Số thứ hai chúng ta nhập là 4 và phép toán chúng ta nhập là cộng. Tôi nhấn xem kết quả. Thì các bạn thấy kết quả 1 cộng 4 bằng 5. Đúng như là phần tính toán của chúng ta. Tuy nhiên ở đây chúng ta cũng xuất kết quả sai cho phần phép toán và phần số thứ hai.
ở đây sẽ là calculate, và ở phía dưới này mới là n2. Sau đó chúng ta refresh lại. Các bạn thấy điều kiện đầu tiên của chúng ta đó là phép toán cộng chúng ta đã thực hiện được. Bây giờ chúng ta sẽ thử thực hiện phép toán trừ. Như vậy ở đây chúng ta sẽ bổ sung thêm một cây nữa. Chúng ta sẽ phụ khối nhấn Shift Tab để phần mã nguồn của chúng ta được thụt vào trong. Lúc này cây của chúng ta sẽ là trừ. Result sẽ bằng N1 trừ cho N2. Và tôi refresh lại. Tôi nhấn vào đây là dấu trừ. Tôi nhấn xem kết quả. Các bạn thấy 1 trừ cho 4 thì chúng ta được kết quả là trừ 3, chính xác. Tiếp tục cho trường hợp nhân và trường hợp chia. Phủ khối Shift Tab ở đây sẽ là nhân, chúng ta ký hiệu đó là dấu sao. Ở đây sẽ là N1 thực hiện nhân với N2. Chúng ta làm tương tự cho trường hợp chia. Ở đây sẽ là trường hợp chia, có thể nhập vào dấu xuyệt để thực hiện phép chia. Và ở đây sẽ là N1 chia cho N2. Chúng ta tiếp tục với trường hợp chia lấy phần dư, đó là ký hiệu phần trăm. Phủ khối Shift Tab ở đây sẽ là phần trăm. N1 phần trăm với N2. Và chúng ta refresh lại. Chúng ta sẽ thử nhập đó là 2 nhân với 4. Ở đây sẽ là Shift Sao. Tôi nhấn xem kết quả. Chúng ta được kết quả là 8. Ở phần số 4 này tôi sẽ thay đổi thành là 3. Và chúng ta lấy 10 chia dư cho 3. Các bạn thấy chúng ta tính nhẩm thì chúng ta sẽ được kết quả là 1. Như vậy chúng ta đã hiện được kết quả là 1. Bây giờ trong phần câu điều kiện script nó sẽ có một phần đó là default. Tất nhiên là khi calculate của chúng ta không thỏa các điều kiện này thì nó sẽ nhảy đến phần default. Ví dụ khi phần default sẽ ra thì tôi sẽ thực hiện toán cộng N1 cộng N2. Có nghĩa là khi người dùng họ không nhập vào các ký hiệu như là ký hiệu cộng, trừ, sao, xuyệt, phần trăm thì chúng ta sẽ thực hiện đó là N1 cộng N2. Chúng ta sẽ thử thực hiện ở đây. Người dùng họ nhập vào ví dụ như là ký tự đô la. Chúng ta nhấn xem kết quả. Thì đây các bạn thấy nó thực hiện phép tính đó là 13. Như vậy chúng ta đã biết thế nào đó là trường hợp default. Ở đây để cho việc hiển thị được đẹp mắt thì phần đô la này chúng ta sẽ sửa lại. Ở đây chúng ta sẽ di chuyển đến phần default. Trong trường hợp này calculate thì chúng ta sẽ thay đổi. Nó sẽ thay đổi thành là dấu cộng. Tôi sẽ sửa lại và chúng ta refresh. Các bạn thấy khi người dùng họ nhập vào ký tự là A cộng thì lập tức nó tự động chuyển cho chúng ta về ký hiệu đó là dấu cộng. Tôi sẽ nhập một ký hiệu khác, ví dụ như là tôi nhập vào đây dấu mẫu ngoặc. Tôi nhấn xem kết quả. Thì các bạn thấy nó vẫn thực hiện phép cộng cho chúng ta. Trong trường hợp người dùng họ nhập toán nhân nhưng họ không nhập dấu sao mà họ sẽ nhập chữ ít thì họ cũng muốn là chúng ta thực hiện việc nhân hay số. Như vậy chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Các bạn thấy như vậy chúng ta sẽ bổ sung thêm một trường hợp nữa. Ở đây sẽ là một scale nữa. Scale của chúng ta bây giờ lúc này sẽ là dấu ít hay là chữ ít thì nó cũng thực hiện đó là nhân hay số. Do hai phần key này thực hiện cùng một chức năng giống nhau nên chúng ta có thể viết như sau. Chúng ta sẽ bỏ đi phần read ở đây cũng như là bỏ đi phần mã nguồn ở đây. Khi gặp vào key sao nó sẽ nhảy đến đây và nó không có câu lệnh read, do đó nó tiếp tục nhảy xuống key if và nó thực hiện việc nhân hay số. Câu lệnh read này nó sẽ ngừng việc thực hiện của một key nào đó. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ thực hiện luôn cho trường hợp đó là người dùng họ không nhập vào dấu xuyệt mà họ sẽ nhập vào dấu hai chấm. Như vậy ở đây chúng ta sẽ bổ sung thêm đó là key hai chấm. Chúng ta sẽ thử kiểm tra lại. Tôi refresh. Tôi nhập vào đây là chữ ít. Tôi nhấn xem kết quả. Thì các bạn thấy 10 nhân 3 vẫn là 30. Tôi nhập vào dấu hai chấm. Tôi nhấn xem kết quả. Thì các bạn thấy nó đã ra kết quả của việc thực hiện toán chia 10 cho 3. Như vậy chúng ta đã hoàn thành việc thực hiện một số chức năng cơ bản của máy tính điện tử. Tuy nhiên các bạn cần lưu ý rằng khi người dùng họ nhập vào đây, số thứ nhất không phải là số. Ví dụ họ nhập vào giá trị chuỗi như thế này, họ nhấn xem kết quả thì việc thực hiện của chúng ta không thực hiện được.
Do đó trước khi chúng ta thực hiện việc tính toán thì chúng ta sẽ kiểm tra xem là số thứ nhất và số thứ hai có phải là một số hạng nào đó hay không. Để kiểm tra thì các bạn nhớ chúng ta có hàm y number bit để kiểm tra một giá trị nào đó có phải là giá trị số hay không. Như vậy ở đây chúng ta sẽ phải kiểm tra. Nếu như ở đây sẽ là y number bit của giá trị n1 và y number bit của giá trị n2. Tôi copy giá trị này, chúng ta đưa vào đây và nó sẽ thay thế là n2. Nếu điều này xảy ra thì chúng ta mới thực hiện câu lệnh switch. Tôi copy nó, chúng ta đưa vào đây. Và nếu người dùng họ không nhập vào các số thì chúng ta sẽ đưa biến result thành một giá trị nào đó. Ví dụ tôi gán biến result của chúng ta đó là không thực hiện được. Đây là một chuỗi, chúng ta sẽ đặt trong dấu nháy kép. Ở đây sẽ là không thực hiện được chấm phẩy để kết thúc câu lệnh. Và chúng ta sẽ thử refresh lại để kiểm tra. Các bạn thấy đây là giá trị chuỗi và chúng ta đã nhận được thông báo đó là không thực hiện được. Khi là giá trị chuỗi thì chúng ta chỉ cần hiển thị giá trị là không thực hiện được, chứ chúng ta không cần hiển thị các giá trị này. Do đó chúng ta sẽ thực hiện như sau. Chúng ta sẽ di chuyển xuống. Ở đây tốt nhất là chúng ta sẽ bổ sung thêm một cờ nữa. Ví dụ tôi bổ sung ở đây đó là một cái lát. Lát đầu tiên của chúng ta sẽ bằng true, có nghĩa là chúng ta thực hiện được biểu thức. Khi không thực hiện được thì lát của chúng ta sẽ mang giá trị là false. Ở đây lát sẽ mang giá trị là false. Như vậy ở đây chúng ta sẽ kiểm tra. Tôi sẽ enter những phần này xuống dòng. Chúng ta mở ra một thẻ BSP để chúng ta thực hiện. Ở đây chúng ta sẽ phải kiểm tra như sau. Nếu như lát của chúng ta bằng true. Nếu lát của chúng ta bằng true thì chúng ta sẽ hiển thị bình thường, đó là kết quả. Ở đây tôi sẽ thực hiện câu lệnh echo luôn. Tôi copy cái giá trị này đưa vào đây. Thì ở đây chúng ta sẽ echo ra là kết quả. Sau đó là nói với các chuỗi phía sau. Ở đây sẽ là giá trị kết quả. Tôi xóa đi những phần này. Đó là trường hợp flat bằng true. Ngược lại, như vậy ở đây chúng ta sẽ đóng phần if lại và chúng ta sẽ đến với phần else. Ngược lại thì chúng ta chỉ cần echo ra biến result mà thôi. Sau đó tôi refresh lại. Các bạn thấy lúc này nó chỉ hiển thị ra chúng ta kết quả là không thực hiện được. Như vậy qua ví dụ này chúng ta cũng hiểu hơn về câu lệnh switch và câu lệnh if trong biểu thức điều kiện. Chúng ta cũng kết thúc ví dụ mô phỏng máy tính điện tử ở đây. Trong phần sau chúng ta sẽ làm thêm một bài tập nữa để chúng ta nắm chắc về phần biểu thức điều kiện trong VSD.